Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay thì là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024. Thì bên em lại tiếp tục lên để xả cho các bác một bộ mic Bio 780 hàng bãi xịn các bác nhá. Hôm nay thì nó chỉ có lẻ một bộ thôi, cho nên là em sẽ xả cho các bác rất là tốt các bác nhá. Những cái bộ mic Bio 780 mà tay titan 7 màu như này thì thị trường bây giờ đang bán khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu 4 các bác nhá. Đấy, đời rất là đẹp các bác nhá, mặt rất là đẹp. Có sức dăm nhẹ nhẹ trên lượn lưng này. Đấy, còn mặt thì khá là đẹp các bác nhá. Đấy, kính kia các thứ này trong vắt. Bio 780 các bác nhá, Bio 780. Hàng này là hàng đời cao, đời 2018, cuối 2018, có tự ngắt và gia tốc đầy đủ anh em nhá. Tần 6. Đấy. Anh em lưu ý nhé, tần 6 thì chỉ có xuất hiện ở những đời cuối 2018 trở ra thôi, anh em lưu ý được như vậy. Và đến bây giờ là sử dụng tần 6. Còn những cái đời mà tần 7 thì nó sẽ sử dụng đầu 2018 trở về trước các bác nhá. Các bác lưu ý như vậy, con này là tần 6 anh em nhá. Đấy. Mặt theo kiểu là mặt APM8 hay là theo kiểu Bio K890, nó cũng kiểu mặt như thế này. Thế con này thì nó là 780 quắc màu xanh anh em nhé. K890 thế nào quắc màu vàng rồi. Đấy. Thì con này thì về tổng thể thì còn khá là đẹp các bạn. Ở trên rồi, còn hai con ốc quên chưa tháo rồi. Đây này, em sẽ tháo máy ra cho các bác xem luôn nhá. Còn hai con ốc này em quên chưa tháo. Đấy, tháo luôn để lên máy cho anh em xem. Con này thì nó chắc chắn nó sẽ là hộp sóng to rồi. Đấy, vừa lên định tháo ra để quay video mà quên mất còn sót hai quang. Đấy, bây giờ sẽ tháo hết cho các bác xem luôn. Đó, con này chắc chắn hộp sóng to rồi, nó là đời 2018 rồi, không bao giờ có chuyện hộp sóng nhỏ rồi. Anh em lưu ý nhá, đây là những cái bám bụi vào đây thôi. Đấy, về mic thì ít khi nó có bụi bẩn nhiều lắm các bạn, chỉ gọi là bụi mịn vào trong này thôi, bởi vì nó không có quạt gió. Mic thì nó không sinh nhiệt, các bác sờ vào đây nó cũng không bao giờ nóng đâu các bạn. Đấy, nó không sinh nhiệt cho nên là nó không cần quạt gió, cho nên là ở bên trong vỉ máy của nó luôn luôn nó rất là đẹp, sạch đẹp các bạn. Đây, đây các bác thì nhìn thấy nhá. Đấy, những cái này nó là cái kiểu như là cái dầu. Đấy, dầu khi mà xuất xưởng nó vẫn còn cái dầu trên này. Đấy, thì khi mà sờ vào nó hay có vân tay ở đây này. Đấy các bác, về vỉ máy các thứ các bác em bao đẹp cho anh em nhá, bao đẹp và bao zin 100% cho anh em nhá. Đấy, đây con này thì nó cũng giống như cái mã 790 đầu thu nhỏ của em, hay là những cái mã mà K890 nó giống như này. Sóng sánh rất là khỏe các bác nhá, con này sóng sánh khỏe. Củ con này sử dụng củ K18 neo các bác nhá, hàng ship của Bio 780 luôn. Đấy, bao zin 100% cho anh em nhá, củ bao zin cho anh em, ok chưa? Đó, củ bãi bao zin cho anh em. Đấy, bên em thì không bao giờ lắp củ mới các bác nhá, không bao giờ lắp củ mới, hàng nhái bên ngoài thị trường bây giờ đang bán hơn 100.000, 200.000 các bác an tâm nhá. Dòng này nó củ này là củ bãi, và những cái củ như thế này bây giờ các bác mua bên em đang bán ra là 500.000 một cặp anh em nhá. Riêng cái cặp củ này em bán 500.000 một cặp. Các bác có thể mua. Đấy, em tháo máy ra bán cho các bác luôn. Đấy. Ok chưa? Củ bãi zin, củ neo K18 xịn của Bio, chuyên dùng cho Bio 780 và 780S anh em nhá. Củ này thì tiếng nó rất là chắc, khỏe, hát to, hát cao nó không bị vỡ tiếng. Đấy. Đặc trưng của cái dòng này nó vậy, tiếng nó rất là dày và khỏe tiếng các bác nhá. Và với những dòng 780 hay là 790 thì những dòng Bio xịn này thì các bác an tâm hát rồi. Nó rất là nhẹ, rất là nịnh giọng các bác nhá. Và đặc biệt của cái củ này thì nó là hát nó rất là chắc, nó không bị vỡ tiếng. Sóng sánh con này thì bao cho anh em làm xô chậu thoải mái các bác nhá. Làm xô chậu, làm những cái đám cưới đám xô chậu nhỏ thôi, chứ còn là xô chậu lớn thì người ta không làm Bio rồi. Người ta sẽ phải làm những dòng mic sự kiện chuyên nghiệp. Thế còn các bác mà làm đám cưới, đám hiếu các kiểu thì anh em dùng Bio vẫn thoải mái các bác nhá. Đấy. Hoặc là các bác mà lắp dàn kẹo kéo ấy, thì các bác lắp Bio rất là ok luôn. Phù hợp với nhiều chất giọng, phù hợp với nhiều bộ dàn. Khi mà lắp ghép lên ấy thì nó dễ căn chỉnh. Nó dễ căn chỉnh, phù hợp nhiều bộ dàn và chất giọng khác nhau, lứa tuổi khác nhau chơi nó không bị khó chơi như là một số dòng mic khác. Dòng này nó dễ hát, hát nhẹ, nịnh tiếng, không bị tốn hơi, cho nên là các bác hát rất là dễ. Và đặc biệt nó là siêu tiết kiệm pin, và những cái lô đời cao này thì nó có tự ngắt gia tốc đầy đủ, và đặc biệt tay nó là tay titan 7 màu rất là đẹp các bạn, tự ngắt gia tốc đầy đủ anh em nhé. Màn hình các thứ là nó rất là đẹp, tay nó là tay 7 màu rất là đẹp các bác nhé. Củ thì là củ neo K18, chân pin ruột nhựa các thứ là em bao cho anh em nét căng nha các bác nhé. Đây. Bộ này thì bình thường các bác đang mua trên thị trường khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu 4. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ để cho bác bộ này với giá chỉ có 2 triệu thôi các bác nhé. 2 triệu duy nhất một bộ, bao zin cho anh em. 2 triệu duy nhất một bộ. Và đặc biệt là 2 triệu thôi nhưng mà bên em vẫn tặng cho các bác một bộ pin sạc đắp vào bao các bác nhé. 2 triệu các bác vẫn được tặng một bộ pin sạc đắp vào bao. Sạc có màn hình báo pin và pin là pin đắp vào bao 3.300 mAh các bác nhá. Pin 3.300 mAh. Đó, đến 2024. Sạc 4 cổng tự ngắt, có màn hình báo pin. Ok chưa? Phụ kiện thì theo máy đầy đủ cho anh em, và có cả tai bắt tủ máy cho các bác mà lắp dàn sự kiện, lắp xô chậu các bác nhá. Lắp phòng hát thì bên em sẽ tặng đầy đủ với tai bắt tủ máy cho các bác.
đầy đủ phụ kiện cho các bác. Rắc 6 ly là sẽ có một chân cong, rắc 6 ly toàn bộ, rắc 6 ly đúc chân đồng, và có sẽ có một đầu cong cho anh em để anh em cắm vào. Ví dụ như các bác mà dùng những con vang mà nó cổng mic ở phía trước ấy, thì các bác có thể cắm vào nó không bị thò cái rắc mic ra ngoài. Thì bên em tặng kèm cho các bác luôn luôn là đầy đủ như vậy các bác nhé. Và giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Sản phẩm vẫn được bảo hành 3 tháng, lỗi đổi các bác nhá, lỗi 1 đổi 1, ok chưa? Sản phẩm này vẫn được bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1, vì sản phẩm nó là đời rất là cao cho nên anh em cực kỳ an tâm các bác nhá. Rồi, để các bác không phải thắc mắc thì em sẽ xin phép test thử một alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử nhá. Con này tiếng không dày thì không còn mic nào hay nữa cả. Tiếng không hay thì không còn mic nào hay nữa cả. Ok các bác nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bác nghe nhá, tiếng mic, tiếng 1 2 3 4 4 7 6 9 1 2. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Tiếng hay không các bác? Tiếng quá tròn trịa luôn. Đây em test cả hai tay luôn cho các bác. Tay này em nó đang bị yếu pin cho nên 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 2 6. Thì hai tay thì nó đều cân nét bao cho anh em nhé. Tiếng hai tay đều tăm tắp như nhau. Các giải của mic là không bị thiếu hụt một chút nào các bác nhé. Khi bọn em test hàng gửi đi cho các bác là tất cả là hai tay mic nó phải đều cân nhau, và test tiếng mic nó phải đủ giải thì bọn em mới gửi đi cho các bác nhé. Ok chưa? Rồi, video của em cũng xin phép và kết thúc tại đây. Bác nào mà chốt bộ mic này liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 20586. Địa chỉ của em tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Các bác có thể đến tận nơi để xem hàng và mua hàng các bác nhé. Video của em xin phép được kết thúc tại đây. Các bác đang xem thì tặng em zoom một nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của bên em các bác nhá. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.